Real Madrid đang có chuỗi phong độ hủy diệt với chuỗi 17 trận bất bại, trong đó có tới 11 chiến thắng. Nhà đương kim vô địch Champions League tràn đầy tự tin bước vào trận siêu cúp khi gặp Atalanta tới đây. Đối thủ mà họ cũng đã từng đánh bại thuyết phục ở mùa giải 2020-2021. Trong khi đó, Atalanta dù là nhà vô địch Europa League ở mùa giải vừa rồi, lại đang gặp khó khăn về phong độ. Họ cũng đã không thắng trong 3 trận gần nhất và cũng đã để thủng lưới lên tới là 9 bàn. Dù đã có tăng cường hàng công với Charles, cùng với đó là Matteo Retegui, nhưng Atalanta vẫn khó lòng chống đỡ sức mạnh tấn công khủng khiếp của Real Madrid. Và đặc biệt khi kèn kèn trắng vừa có thêm một siêu sao, đó chính là Kylian Mbappe. Cầu thủ cũng đã có được cho mình hai danh hiệu liên tiếp ở hai mùa World Cup, đó là 2018 và 2022 với chiếc giày vàng của mình. Ở cái trận đấu này, rất có thể là huấn luyện viên Ancelotti sẽ tung Mbappe vào sân ngay từ đầu và tạo thành bộ ba tấn công đáng sợ cùng với Rodrigo và Vinicius Junior. Với hàng công này thì Real Madrid hoàn toàn có thể sẽ toang hàng thủ đang gặp vấn đề của Atalanta. Và với một cái phong độ cao, kinh nghiệm đối đầu và sức mạnh tấn công vượt trội thì Real Madrid được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch siêu cúp châu Âu năm 2024. Một chiến thắng đậm trước Atalanta là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Và liệu rằng trận cầu tranh siêu cúp châu Âu năm 2024 diễn ra vào lúc 02 giờ ngày 15 tháng 8 tới đây thì Real Madrid có đánh bại được Atalanta hay không? Thì ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng nhìn về cái thành tích phong độ cũng như là công tác chuẩn bị của hai vị huấn luyện viên để hướng đến cho mình cái sự đầu tư hiệu quả các bạn nhé. Và trước khi chúng ta đến với trận cầu siêu kinh điển khi mà Real Madrid sẽ có cuộc chạm trán với Atalanta trong trận cầu tranh siêu cúp năm 2024 thì trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ được chào đón một trận cầu vô cùng hấp dẫn, đó là trận cầu giữa Wembley với cả VFSG. Trận cầu này thì Tôn cũng đã lên video tham khảo kèo đấu cho anh em rồi. Các bạn mà chưa có những thông tin chi tiết về cái cặp đấu này và các bạn chưa có những cái mã kèo ưng ý cho mình thì các bạn có thể trở vào kênh chính của mình, anh em link vào cái video gần nhất để các bạn sẽ nhận về cho mình những cái thông tin tối ưu nhất cũng như là những cái mã kèo có độ chính xác cao nhất mà chúng tôi cũng đã tham vấn cho anh em các bạn nhé. Và như các bạn cũng đã biết, trong ngày hôm qua thì mình cũng đã lên cho anh em một video nhận định về trận cầu thuộc khuôn khổ là hạng nhất Anh, trận khai màn của giải đấu này khi mà Luton Town có cuộc chạm trán với cả Burnley. Trận cầu được diễn ra vào lúc 02 giờ ngày 13 tháng 8, đúng không ạ? Ở trận cầu này thì Tôn cũng đã tham vấn cho anh em, đó là đi Burnley được chấp 0.25 bóng FT, cùng với đó là cái xỉu trận 2.5 FT. Trận cầu này thì cũng đã khép lại với tổng cộng là 5 bàn thắng khi mà Burnley cũng đã đánh bại đội chủ nhà Luton Town với kết quả là 4-1, đúng không ạ? Với hai mã kèo mà Tôn cũng đã lên cho anh em thì chúng ta coi như cũng đã hòa tiền, không mang về cho mình những cái đồng lãi. Tuy nhiên, nếu như anh em nào mà chơi trực tiếp vào trong trận cầu này, chúng ta cứ nhồi đội khách Burnley với cái mức được chấp 0.25 thì anh em ăn từ đầu cho đến cuối trận luôn các bạn nhá. Đó là một cái cách đầu tư hiệu quả trong cái bộ môn này mà các bạn cần phải biết. Và để có được một cái công cuộc đầu tư hiệu quả thì các bạn cần phải kết nối với Tôn qua cái địa chỉ Zalo, đó là số điện thoại 0348196760, để Tôn sẽ đưa anh em vào nhóm. Vào nhóm thì các bạn sẽ được chứng kiến rất nhiều những cái mã kèo mà chúng tôi cho anh em cực kỳ là tâm huyết các bạn ạ. Những mã kèo có lợi điểm ăn cực cao, ví dụ như là kèo tỷ số hoặc là kèo xiên thì luôn khiến cho anh em phải hài lòng các bạn nhé. Rồi một chút chia sẻ để cho các bạn biết được là những ngày gần đây chúng tôi vẫn đang hoạt động rất là hiệu quả trên kênh cũng như là trong các hội nhóm các bạn ạ. Còn chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chủ đề chính của video này, đó là nhìn về cái công tác chuẩn bị ở trận cầu giữa Real Madrid và Atalanta. Và đây, các bạn có thể thấy trên đây là cái đội hình dự kiến của cả đôi bên các bạn ạ. Còn dưới đây là cái tương quan lực lượng của Real Madrid lẫn cả Atalanta các bạn nhé. Xét về tình tương quan lực lượng ở trận cầu này thì các bạn có thể thấy được bên phía Real Madrid, huấn luyện viên Ancelotti cũng chỉ có duy nhất một cầu thủ đang gặp phải chấn thương thôi, đó chính là David Alaba. Trong khi đó thì bên phía Atalanta thì chúng ta có thể thấy được có quá nhiều những cầu thủ đang gặp phải những cái ca chấn thương vô cùng là đáng tiếc. Và những cầu thủ chủ chốt trên hàng công của Atalanta thì gần như đang không có được những cái phong độ tốt, đúng không ạ? Cầu thủ chơi hay nhất bên phía Atalanta đó chính là Scamacca thì đang bị chấn thương. Và cái ca chấn thương của anh chàng này có thể nó sẽ kéo dài cho đến hết mùa hè năm nay các bạn ạ. Trong khi đó thì các bạn có thể thấy là Scavini thì cũng đang gặp phải chấn thương. Cùng với đó là ba cầu thủ khác bên phía Atalanta, những cầu thủ cực kỳ là chất lượng trên hàng công cũng như là đội hình chính của Atalanta các bạn nhé.
Rõ ràng xét về tương quan lực lượng ở trận cầu này thì bên phía Real Madrid họ đang sở hữu ở một cái đội hình quá là hoàn hảo các bạn ạ. Chỉ có David Alaba gặp phải chấn thương thôi. Tuy nhiên thì cái cầu thủ đó là David Alaba cũng không mấy là quan trọng trong đội hình chính trong tay của gã cáo già đó là Carlos Ancelotti các bạn nhá. Trong khi đó thì trên đây là cái đội hình dự kiến của cả đôi bên. Đó, bên phía Real Madrid thì huấn luyện viên Ancelotti đang sử dụng cái bộ khung đó là sơ đồ 4-3-3, một sơ đồ thiên hướng nhiều về tấn công. Rõ ràng khi mà huấn luyện viên Ancelotti cũng đã chiêu mộ được cầu thủ mang băng đội trưởng của đội tuyển Pháp, đó chính là Kylian Mbappe, thì lúc này đây cái đội hình của Real Madrid họ có thể đánh bại tất cả những đội bóng mạnh nhất trên toàn thế giới, kể cả là MC tới đây các bạn ạ. Đấy, nhìn trên hàng công lúc này đây thì các bạn có thể thấy được là bộ ba tấn công với những cái chân sút cực kỳ là nguy hiểm, đúng không ạ? Người chơi ở giữa và là người chơi cao nhất đó chính là Kylian Mbappe. Tiền đạo bên cánh trái đó chính là Vinicius Junior và tiền đạo bên cánh phải không ai khác đó chính là Rodrigo. Một bộ ba tấn công sẽ khiến cho tất cả những đội bóng tới đây chạm trán với Real Madrid sẽ phải khiếp sợ, và không phải là khiếp sợ đâu mà họ còn phải run sợ trước khi chạm trán với Real Madrid các bạn ạ. Đó. Nhìn về hàng công của Real Madrid thì đã quá là tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Còn hỗ trợ cho hàng công thì các bạn nhìn thấy, đúng không ạ? Cầu thủ mang áo số 5 đó chính là Jude Bellingham, một cầu thủ đang chơi cực kỳ là thăng hoa, đúng không ạ? Trong màu áo của Real Madrid. Và vừa rồi tại cái đấu trường Euro thì chính Jude Bellingham cũng đã có một pha ngã bàn đèn làm nên siêu phẩm cho đội tuyển Anh. Và ở trận cầu đó thì cái bàn thắng của Bellingham cũng đã mang về cho đội tuyển Anh có được một cái tấm vé đi tiếp, đúng không ạ? Đó, cầu thủ hỗ trợ cho hàng công mà được chơi ở giữa đó chính là Kalavinga, một cầu thủ cũng đang có một phong độ cực chất. Cùng với đó thì các bạn có thể thấy được là cầu thủ mang áo số 15 là tiền vệ cánh phải Vavende. Vavende thì cũng đang chơi rất là hay ở cái mùa giải trước trong màu áo của Real Madrid, đúng không ạ? Cùng với đó thì chúng ta có thể thấy được ở mùa giải năm nay thì Courtois cũng đã quay trở lại rồi, đúng không ạ? Thủ thành số 1 của Real Madrid đó chính là Courtois. Thì lúc này đây anh cũng đang có một cái phong độ rất là tốt. Đứng chắn trước mặt thủ thành Courtois đó chính là một cái bộ khung hàng phòng thủ thép gồm có là Mendy này, Rudiger này, Militao này, cùng với đó là Carvajal các bạn ạ. Đó, một hàng thủ chắc chắn như thế này thì chắc chắn ở trận cầu tới đây Atalanta muốn khoan phá được vào khung thành của Courtois thì cũng cực kỳ là khó khăn các bạn nhá. Trong khi đó thì nhìn về bên phía đối diện, các bạn có thể thấy thì huấn luyện viên Gasperini đang đưa ra một cái sơ đồ chiến thuật đó là sơ đồ 3-4-2-1 các bạn ạ. Sơ đồ thiên hướng nhiều về cái kiểu đó là phòng ngự phản công nhiều hơn, đúng không ạ? Một cái sơ đồ là 3-4-2-1, một sơ đồ kim cương, một sơ đồ đánh chặt từ xa các bạn nhé. Chính vì vậy mà trận cầu tới đây Atalanta chỉ biết thủ và thủ mà thôi, chứ không bao giờ dám chơi đuôi công với Real Madrid khi mà nhìn vào đội hình cực kỳ là khủng khiếp của Real Madrid ở thời điểm hiện tại các bạn ạ. Đó, nhìn vào những cầu thủ bên phía Atalanta thì cũng có quá ít những cầu thủ quen mặt, đúng không ạ? Trong khi đó thì cầu thủ chủ chốt bên phía Atalanta đó chính là Scamacca thì đang gặp phải chấn thương. Đó, trên hàng công bên phía của Atalanta thì không có những cầu thủ quá là mạnh, đúng không ạ? Cầu thủ đó là Matteo Retegui thì cũng chơi cũng được thôi, nhưng để mà so sánh với Scamacca thì không thể nào mà so sánh được các bạn ạ. Cùng với đó trên hàng công, ở cái mũi nhọn gồm 3 người đó chính là Quetarera, cùng với đó là Lukman, đúng không ạ? Ba cầu thủ này thì sẽ tạo lên một cái sự đột biến cho Atalanta tới đây. Tuy nhiên để làm được một cái điều kỳ diệu ở trận cầu này khi mà họ hướng đến một chiến thắng trước Real Madrid thì phải nói là khó hơn cả lên trời các bạn nhé. Đó, nhìn vào cái bộ khung như thế này thì rõ ràng Real Madrid với cái mức kèo chấp 1 thì anh em hoàn toàn có thể đầu tư vào Real Madrid được các bạn ạ. Đó, trong khi đó thì trên đây là cái phong độ của cả hai đội bóng trong những trận cầu giao hữu ở mùa hè 2024 trước khi bước vào cái đấu trường chính, đó chính là La Liga cùng với cả Serie A, đúng không ạ? Nhìn vào những trận đấu gần đây của cả đôi bên thì rõ ràng cả Real Madrid lẫn Atalanta đều không có được những cái phong độ tốt. Tuy nhiên thì những cái trận thua của Real Madrid đó là trận thua trước AC Milan với kết quả là 0-1, trận thua trước Barcelona với kết quả là 1-2 thì hoàn toàn có thể thông cảm được cho thầy trò nhà Ancelotti khi mà Ancelotti không sử dụng một cái bộ khung mạnh nhất của mình, đúng không ạ? Các cầu thủ trên hàng công của Real Madrid ở cái mùa hè năm 2024 này trong cái khuôn khổ là giao hữu cấp câu lạc bộ thì huấn luyện viên Ancelotti đều cất đi cả, đúng không ạ? Ancelotti thì là một con quái vật rồi, đúng không ạ? Ancelotti thì là một con cáo già trong cái làng túc cầu này thì ai cũng biết. Chính vì vậy mà những trận cầu gần đây
huấn luyện viên Ancelotti cũng đã cất đi những cầu thủ trên hàng công, đúng không ạ? Ông cũng đã giấu bài để có được cái sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào cái trận cầu tâm điểm, đó là trận cầu tranh siêu cúp châu Âu 2024, đúng không ạ? Ở cái trận cầu vừa rồi thì huấn luyện viên Ancelotti cũng đã thử nghiệm một cái đội hình mới, trong đó thì có một số những cầu thủ chủ chốt. Khi mà họ chạm trán với cả câu lạc bộ Chelsea, một đội bóng cũng khá là mạnh ở tại cái đấu trường ngoại hạng Anh. Ở trận cầu này, kể cả là không có sự đóng góp của Mbappe, nhưng Real Madrid cũng đã đánh bại Chelsea với kết quả là 2-1. Đó, cái trận thắng 2-1 trước Chelsea cũng là một cái tiền đề rất là lớn để cho Real Madrid có thể đánh bại được Atalanta trong trận cầu tranh siêu cúp tới đây các bạn nhé. Đó, trong khi đó thì nhìn về cái thành tích phong độ của Atalanta trong những trận đấu giao hữu ở mùa hè 2024 này thì các bạn có thể thấy được Atalanta cũng chỉ có được cho mình có một chiến thắng vỏn vẹn thôi, đó là chiến thắng trước đội tuyển U19 Atalanta các bạn ạ. Trận đấu này thì Atalanta cũng đã đánh bại những cậu nhỏ của Atalanta với kết quả là 3-0 chung cuộc. Ngoài trận đấu với U19 Atalanta thì Atalanta cũng không có được cho mình bất cứ một chiến thắng nào. Họ cũng đã hòa với cả AZ với kết quả là 2-2. Đó. Và họ cũng đã để thua trước Parma, một đội bóng không được đánh giá cao với kết quả lên tới là 1-4. Và mới đây nhất, họ chạm trán với cả Pauli, các bạn ạ. Một đội bóng không có một cái thương hiệu gì mà Atalanta còn nhận về cho mình một thất bại lên tới là 0-3 như thế này. Thì rõ ràng ở trận cầu tới đây, khi mà họ chạm trán với một ông lớn, một ông kẹ của cái đấu trường châu Âu, đó chính là Real Madrid. Đội bóng cũng đang là nhà đương kim vô địch của đấu trường Cúp C1. Thì rõ ràng Atalanta không thể nào mà hướng đến một chiến thắng. Các bạn ạ, Atalanta không thể nào hướng đến một trận hòa, chứ đừng nói đến là một chiến thắng các bạn nhé. Chính vì vậy, với một cái thành tích phong độ ở thời điểm hiện tại và nhìn vào cái sơ đồ chiến thuật và nhìn vào cái chất lượng đội hình ở thời điểm này thì chúng tôi hướng nhiều đến một chiến thắng dành cho Real Madrid. Rồi ok, sau khi cũng đã đi phân tích và đưa ra cho anh em rất nhiều những cái thông tin bổ ích về trận cầu siêu kinh điển khi mà Real Madrid sẽ chạm trán với Atalanta trong cái khuôn khổ là tranh siêu cúp châu Âu tới đây, thì trên đây là những cái mã kèo mà chúng tôi cũng đã thống kê rất chi là cụ thể và hướng đến cho anh em trong trận cầu này. Mã kèo đầu tiên mà chúng tôi hướng đến cho anh em ở trận cầu này đó là các bạn có thể đầu tư cho Tôn vào mã kèo Real Madrid chấp 1 hòa với điểm ăn đang là 0.89. Cùng với đó là cái mã kèo Real Madrid chấp 0.5 cho hiệp 1 với điểm ăn rất là cao luôn. Các bạn bỏ ra có 88k. Nhưng nếu như các bạn ăn được cái mã kèo này trong hiệp 1 thì các bạn sẽ thu về cho mình đủ 100 các bạn nhé. Đó. Trong buổi chiều ngày hôm nay, sau khi mà đội ngũ ekip của chúng tôi cũng đã họp bàn với nhau rất là kỹ lưỡng thì cũng đã sàng lọc ra cho anh em với hai cái mã kèo chính này rồi. Đó. Với hai cái mã kèo chính ở thời điểm hiện tại mà chúng tôi tham vấn cho anh em thì tôi mong rằng chúng ta sẽ cùng đầu tư và mang về cho mình những cái đồng lãi các bạn nhé. Và trận cầu này thì chúng tôi đang hướng đến ba vị tỷ số, đó là vị tỷ số 2-0, 2-1 hoặc là 3-1 dành cho Real Madrid ở trận cầu này các bạn ạ. Tuy nhiên thì với cái vị tỷ số nó có cái lợi điểm ăn rất là cao thì mình cũng chỉ khuyên anh em là chúng ta chơi vui vẻ văn nghệ cà phê thôi, chứ các bạn cũng đừng nên đầu tư quá là nhiều vào cái mã kèo tỷ số, vì kèo tỷ số lợi điểm ăn cao thì cái sự rủi ro của nó cũng rất là cao, đúng không ạ? Ví dụ như các bạn có thể thấy, nếu như các bạn đi vào cái vị tỷ số là 2-0 dành cho Real Madrid thì lúc này đây nó đang ăn nhân gấp là 11.5 lần điểm cược, đúng không ạ? Cùng với đó thì cái vị đó là 2-1 dành cho Real Madrid thì nó đang ăn gấp là 9.1 lần điểm cược. Đó. Còn cái vị 3-1 dành cho Real Madrid thì nó đang ăn nhân gấp là 17 lần điểm cược các bạn nhá. Vì vậy thì những cái mã kèo này mình khuyên các bạn cũng chỉ lên chơi vui vẻ thôi. Còn nếu như các bạn mà xác định chơi to chơi lớn thì chúng ta hãy đầu tư vào những cái mã kèo chính là những cái mã kèo handicap hoặc là mã kèo tài xỉu các bạn ạ. Ok, như vậy là Tôn cũng đã hoàn thiện xong video của mình rồi. Ở điều cần chia sẻ thì Tôn cũng đã nói hết. Tuy nhiên thì Tôn vẫn phải nhắc nhở với toàn thể anh em, đó là những cái mã kèo ở thời điểm hiện tại thì nó cũng chỉ dừng ở cái mức độ tham khảo thôi. Anh em nào mà kết, anh em trùng máu với Tôn ở thời điểm hiện tại thì các bạn có thể theo kèo. Còn nếu như các bạn có quan điểm ngược lại thì các bạn có thể đi kèo ngược lại cũng không sao. Vì trên đây cũng không phải là những cái mã kèo mà chúng tôi sẽ chốt cho anh em big bet trong các hội nhóm các bạn nhé. Khi nào mà có được đội hình ra sân chính thức của cả đôi bên, khi sát giờ bóng lăn chúng tôi tổng hợp được mọi cái thông tin tối ưu nhất thì lúc đó chúng tôi mới chắt lọc ra cho anh em những cái mã kèo chơi chất lượng. Các bạn ạ, những cái mã kèo ở thời điểm hiện tại nó có thể thay đổi khi mà chúng tôi có được cái đội hình ra sân chính thức. Các bạn ạ, rất có thể khi mà Atalanta họ đưa ra một cái đội hình đẹp hơn thì những cái mã kèo này nó có thể là ngược lại. Hoặc là thay vì những cái mã kèo này thì chúng tôi sẽ cho anh em đầu tư vào những cái mã kèo góc hoặc là mã kèo tài xỉu các bạn ạ. Chính vì vậy, muốn có được những cái mã kèo chơi chất lượng thì các bạn hãy chủ động kết nối với Tôn qua cái địa chỉ Zalo, đó là số điện thoại 0348 196760 các bạn nhé.
Tôn xin nhắc lại địa chỉ Zalo, số điện thoại 0348 196760 để các bạn nhận được những cái tham vấn tốt nhất từ những chuyên gia trong ekip của chúng tôi. Cùng với đó, nếu như các bạn mà đang không có những nhóm chơi an toàn, các bạn đang chơi đơn độc một mình, thì các bạn nên kết nối với Tôn để được vào nhóm đồng hành cùng với 500 anh em của chúng tôi các bạn nhé. Còn bây giờ thì Tôn cũng xin khép lại cái video này ở đây. Trước khi rời khỏi màn hình thì mình mong rằng với những gì mà mình cũng đã làm được cho anh em trong cái kỳ Thế vận hội Olympic vừa rồi, với những cái mã kèo cực chất, thì các bạn hãy bớt ra cho mình vài giây đồng hồ thôi các bạn ạ, 2-3 giây đồng hồ thôi, các bạn hãy dành tặng cho chúng tôi những cái lượt like cũng như là những cái lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi các bạn nhé. Một cái hành động nhỏ của các bạn thôi cũng là một cái động lực rất là lớn để cho ekip của chúng tôi sẽ sản xuất ra những cái video chất lượng, cùng với đó sẽ đồng hành cùng với anh em trong những buổi livestream trực tiếp ở những trận cầu tâm điểm tới đây các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.